Câu hỏi số 3. Xin ban quản trị cho tôi biết cái gì là khởi thủy trong càn khôn vũ trụ? Tôi là Thiền gia Hoàng Hiệp, xin trả lời câu hỏi số 3. Khởi thủy trong càn khôn vũ trụ gồm có 122 hạt chân như, là những thứ như như chân thật như vậy thôi. Xin mời chị hỏi tiếp ạ.